tặng em bịch gì đó đúng không? Dạ. Tặng cho em một bịch gì đó đúng không? Cái tặng à? Ờ. Cái tặng là do có bên thương mại mang xuống. Còn từ công ty ra là không có, bên thương mại sẽ mang xuống đây. Ôi chứ hôm bữa giao có tặng là giao luôn mà. Không. Kỳ trước á, trong đây tin nhắn có để nè. Cái này em chỉ ra em 31 bao, còn cái tặng thì em không biết, anh điện cho bên thương mại không? Là 31 bao đúng không? Dạ. Rồi, rồi. Chắc có tặng đó. Đúng rồi. 30 tặng bao á. Đúng rồi đó. Không có kèm đồ tặng đâu. Chỉ có là 30 và tặng 31 thì có. Đó cả nhà, thì mình mới đặt cái chuồng này ngang 1 thước 8, ngang 1 thước 2, chiều dài 1 thước 8 đó cả nhà, bự lắm cả nhà. Thì cái chuồng này thì mình sẽ dành cho cái bé rộng lắm, rộng lắm cả nhà. Ăn này là quay được luôn.
giường đi lên, không gây lộn nha. Nha. Lì quá. Cái này là trời mưa là mới ra sân chơi nè. Nghèo, xúc xích. Xúc xích lắc nè. Chị ghi, chị ghi. Xúc xích vô lì cho ta. Lì vô đánh nha. Nha. Đông quá nè. Tất cả nhà, cái này là cái cửa trưa của mấy bé nè cả nhà. Nói chứ cũng có nhiều thính giả nói cho ăn ít thôi, cho ăn hai cử thôi, nhưng mà thấy như vậy thì cầm lòng không có đặng cả nhà, thì cho mấy bé ăn ba cử thì bớt hạt lại tí xíu. À lúc trước á thì chẳng hạn như là buổi sáng ăn hạt, buổi trưa ăn cơm, rồi buổi chiều cũng ăn cơm. Thì lúc trước buổi sáng á, cho mấy bé ăn hạt ít thôi, ăn hạt nhiều lúc trước thì cho ăn nhiều, lúc này thì cho ăn ít rồi cả nhà. Ở buổi trưa là có dì ba mình với lại má vợ mình.
rồi Hương thả đi Hương. Hương. Kiên xù ra luôn kìa. Kìa con kìa, nhớ con kìa. Con xù 3 năm đâu. Chổng á hả? Rồi con kia làm đổ mâm cơm rồi kìa. Con đen kìa, nó không ăn đòi đi làm gì ta kìa trời. Hương Hương, kìa ăn xù rồi ra kìa Hương. Kìa, kìa ăn xù 3 năm gì đi. Chứ con chắc con rồi ra nữa kìa. Thank you.
Ngủ đi. Giờ này chờ gì nữa. Ngủ đi. Nghe không? Nghe là ba không? Giờ tối rồi. Ngủ đi nha. Mai chơi nữa nha. Ngủ đi, giờ này chờ tôi gì nữa.